Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vào và chơi được game Free Fire OB22 nhé, mà không bị văng giống như các không gian ảo như các OB trước. Thì các không gian ảo ở OB trước thì gần như đã bị Garena fit ở trong OB22 này rồi, nhưng các bạn không vào nữa, hoặc các bạn chỉ vào được giao diện chính tầm 1-2 giây là bị văng ra ngay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một ứng dụng mới, cũng giống như không gian ảo mà các bạn chơi như lần trước thôi. Thì chỉ cần một bước, đó chính là tải ứng dụng này trên CH Play là về các bạn có thể 100% là các bạn vào chơi game được luôn nha, và không bị văng ra nữa. Nhưng mỗi tội nó chỉ hơi lag một tí thôi. Ok, tiên bạn vào CH Play này, các bạn tải cho mình ứng dụng này. Đó, ứng dụng ở trên này nhá. Đây này, các bạn viết cho mình á. Ok, đây. Các bạn tải cho mình ứng dụng này nhá. Ok, khi mà tải được ứng dụng này rồi ấy thì đầu tiên là các bạn mở lên này. Ở đây các bạn thêm trò mà các bạn muốn chơi vào. Ở đây là mình thêm Free Fire nhá. Thì đầu nếu mà muốn mở được ứng dụng Free Fire này, nó bắt các bạn mở cho phép ứng dụng vẽ trên các ứng dụng khác. Thì các bạn ấn đồng ý, xong rồi nó hiện ra các dòng cái dòng nó đánh dấu tích, có dòng nó đánh dấu x ấy. Thì cái dòng nào nó đánh dấu x thì các bạn ấn vào đấy, các bạn cho phép hoặc là các bạn bật lên ấy. Xong rồi các bạn thoát ra là các bạn vào được ngay. Okay, thì mình sẽ vào ứng dụng để xem nhé. Ok, thì nó đã vào được rồi đấy. Các bạn bút là nó vào được ngay. Nếu bạn nào mà đăng nhập bằng Facebook ấy, thì các bạn phải ra giao diện chính và gỡ Facebook đi mới đăng nhập được nhá. Các bạn thấy khó chịu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt mấy cái số đấy nhá. Ở đây là mình tắt rồi nên là nó không hiện, đó, nó không bị văng nữa các bạn. Các bạn ấn vào đó, nó hiện ra đây, bắt đầu nó hiện ra mấy cái chúng số để di chuyển giống như trên giả lập ấy. Đây, mỗi cái hình tròn này nó có một cái dấu x. Hết rồi. Ok, các bạn ấn thêm dấu V ở chỗ này. Ấn dấu V đây.